Hello, xin chào bà cô chú anh em trên kênh Tú Bắt Chước Bắt Chuột nha. Mời chào bà cô chú ơi. Hôm nay thì ngày lễ cả nhà, lễ 2 tháng 9. Thì chung cái ngày lễ thì bữa nay cũng có sinh nhật một người, chung là một ông anh ở phương xa. Thì anh em thì bữa nay lễ mưa quá trời, anh em cũng không có làm gì được cho anh trai. Tặng ngày trước thì sinh nhật, sau thì cũng ăn lễ cho mấy đứa nhỏ nó ăn cả nhà. Thì đây thì thịt dưa dứt cả thì kia, còn ở dưới kia thì anh ba chào cả nhà coi. Anh ba thì giữa rau cải thịt bò để làm một thêm một cái lẩu nữa cả nhà, cho mấy cháu ăn chung vui bữa lễ này luôn nha. Cảm ơn anh trai nhiều nha. Cái này thì kìa nha. Cắt luôn nè. Cắt được chưa? Chưa đâu, chút lên. Đúng rồi, để vàng quá cái không ngon. Lấy nát luôn. Tính nấu cháo mà mấy đứa nhỏ nó không chịu ăn cháo rồi kìa. Ôi vậy là kìa. Quá ngon cái này. Giờ mình chở nó mới được. Mình thấy cái chảo này hình như nhỏ bé. Qua thêm xin nhật cho. Thịt bò với sườn bò. Sườn bò làm gì vậy? Sườn bò nấu lẩu à. Đây thì bao giờ cắt cái thịt bò nó ra luôn đi tiền. Có không anh? Chưa trứng không? Đây, siêu to khổng lồ cả nhà ơi. Siêu to khổng lồ rồi. Siêu to khổng lồ anh. Lưới bằng nồi dớn rồi chuẩn bị mùa nước nổi nha cả nhà. Anh em bữa cũng đi qua Đồng Tháp đây, đây dớn rồi bọn người chuẩn bị hết rồi. Cửa cục đồ dưới có sẵn, mua sẵn hết trơn rồi. Giờ mùa nước là chuẩn bị là lên đêm xong nước đó nghe. Đó này nước chưa có lên, anh em chưa có đi. Dạ chưa. Rồi đổ vô đem ba. Nửa ta nửa đem ba. Gì chứ rồi. Phan nó mới đi đổ lợp gì. Ôi bán được 60 ngàn cái chốt rồi đó. Rồi cái chép xong thả dưới đi. Để nằm dưới thả dưới dèo. Còn sống không thả dèo đi. Cá chép. Quá trời cá luôn cả nhà ơi. Bán được 60k rồi nè. Mày vô, mày vô. Mày vô. Mày vô, mày vô. Cá chê ha. Thả cá chép đi để quay không. Cá đây bà con ơi. Cá bóng ra, cá học kiếm đây. Nãy giờ Boy nó hỏi mẹ nó ăn sinh nhật không. Đây, cái bánh kem này cả nhà. Bánh kem thấy đơn giản chưa nghe. Vinh. Không có cầu kỳ chứ hả? Mạnh hiệp. Không có cắt chữ gì lên đây chứ hả? Chữ dưới này hả? Nhiêu tuổi? Ở đâu? Chưa hả? Các bạn nó sắc rồi nè vợ. Nó sắc rồi. Ủa
Tới rồi anh em ơi. Bỏ mà mớp vô trong này đi, trên nồi lẩu nè, sáng ngọt. Bỏ mớp được cái này. Chịu anh hai phái à. Cắt đi chị, cắt được không chị, nóng không? Cầm tấm thớt lại gần đây nè. Vậy đi. À quên nó đem tao không ạ? Đó, đổ chứ. Ừ, coi chừng nó đặt. Tập trung đi nè mấy đứa, tập trung nè, ngồi chỗ nào có chỗ đi, nghe, ăn chứ, ăn bơi. Làm gì vậy chị? Đây đây. Anh ba cái dép máy đó dặn cái chép ra đi. Cái cục bên này chưa nè. Chưa đó. Mắc bơm chưa kìa. Cái này dính 4 đi kìa. Cho bóc mạnh nó chín 4 tuổi luôn kìa. Thấy gì, cha đâu có quay thấy cái mặt mày đâu mà. Thịt không chạy, dịch thịt không chạy. Dạng đoạn chén, chia chén ra coi làm. Quá vui rồi bác Mạnh ơi. Có mấy đứa nhỏ nó vui kìa. Này nó chuẩn bị cho là, chuẩn bị nó mài mỏ rồi. Sinh nhật của ai, ai đâu nói sinh nhật của người đó vậy cả. Sinh nhật của ai bòi? Bòi sinh nhật của ai hả? Tao sắp ai trước luôn rồi cha. Chơi trước rồi. Đúng rồi. Chơi với mày không? Chơi với mày. Chết luôn rồi cha. Bòi nó sinh nhật của nó, nó chơi trước rồi. Nó đợi nón rồi, sinh nhật của nó chơi trước rồi. Nó hẹp dữ lắm, nó hẹp rồi. Rồi vô đi anh em ơi. Anh ba lại đầu này nè. Rồi gần ở đây rồi, bạn kia kia ra, đang gấp cho mấy đứa nhỏ nè. Cái này phải cái lẩu nó ngon quá ta. Bữa nay là trời nè, đúng là trời quá. Em đại diện cho anh Mạnh em đốt là ngày cho anh Mạnh ơi. Chúc anh Mạnh sinh nhật vui vẻ nha, bước sang tuổi mới là dồi dào sức khỏe, đèn cài chuông như nước nha, tài lộc đầy nhà, mưa gió tối ngày. Rồi mấy anh em có chúc bác Mạnh gì không nè? Chúc anh trai thêm tuổi mới dạng sinh như lý, làm ăn phát tài, nhiều quá. Sinh nhật đây. Rồi mấy đứa chúc bác Mạnh ơi, giờ giờ sức khỏe đây. Chúc bác Mạnh đi con. Chúc bác Mạnh giờ sức khỏe. Nhìn lên đây nè. Sao? Rồi hả? Không bút này đi anh Tư. Rồi con càng bản đi. Một, hai, ba coi. Hai, ba ngày đó. Cái bài này là để sau rồi ha. Ừ, dạ, đây ăn đây rồi nó cắt bánh kem cho quý nhỏ, chắc miệng. Rồi. Để đây này nè chứ. Rồi, cái giá rồi. Hả? Đây. Bia chứ không lấy là nó uống chạy. Thôi, uống về lon đi chứ hả? Uống về lon chứ. Mấy đứa nhỏ đều uống ngọt rồi, lấy ba đây. Không ăn
có 5 hộ chỗ bỏ vô nha. Vô. Con này vô, vô ba ơi. Vô. Vô người này. Vô. À đây 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 ba. 2 3 vô. Thank you.
mẹ ơi, căng nha mẹ ơi. Đi kiếm đi. Mấy người già sức khỏe.